Rồi <laughs> ok hello anh em nhá Ok các bạn hôm nay tôi lại phải dùng nick của bạn tôi rồi Tôi không biết là facebook bị làm sao ấy Mà nó lại khóa luôn cái nick phụ của tôi rồi Khá là buồn anh các bạn Khá là buồn Mày từ từ anh em nhé để từ từ đợi thêm một lúc nữa để cho có thêm nhiều anh em vào ấy nhá tình hình buồn quá anh em ạ à. tôi chả hiểu là facebook có bị làm sao ấy mà kiểu là nó facebook là nó khóa vô tội vạ lắm nhá nó rất là buồn cười luôn anh em ạ à. với cả đấy thì về là thực ra là tôi tính từ ra là hơn 10 giờ từ ra là tầm 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 gần 10 giờ là tôi tính livestream cho anh em rồi ấy thế nhưng mà tự nhiên facebook nó giỏi trứng nên là nên là tôi mới nên tôi mới bị like muộn tí em thông cảm tí nhá điều gọi chúng ta sẽ ở ngoài màn hình chính một tí các bạn à. chúng ta cùng đợi uh, cho có thêm vài anh em vào nhá. Hello anh em, tôi là tài cát anh em ạ, à. tôi là tài cát chứ không phải là một ai đó mới đâu. Hello An, hello ông. vào đây. <laughs> hello anh em, hello Hà, hello anh em. Chả hiểu Facebook luôn anh em ạ, à. thốn quá. Tôi có hai nick chính, tôi có hai nick ấy, một là cái nick uh, thiện tài của tôi ấy và hai cái nick tài cát ấy, tôi có hai cái nick cái tôi like. Thế mà nó khóa luôn cả hai nick của tôi luôn anh em ạ. À. Facebook buồn cười đấy. Hello anh em Phạm. Hello anh em. Khắc phục. Đây từ từ anh em ạ. À. Từ 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 đợi tí anh em nhá. lúc nào cũng mong tệ tối để xem sim của tôi á ghê đấy <laughs> ghê đấy <laughs> tôi bị hack chứ không phải bị khóa à tôi là tôi bị tôi là tôi bị chặn livestream ấy tôi cũng chả biết tại sao buồn cười các bạn khắc phục lỗi ăn a tôi con nét gu tôi không biết nữa. có thể là do anh em chơi server đấy thế anh em thử thoát ra rồi vào lại em sao được rồi vậy chúng ta cùng vào chơi luôn đi em nhá đây thế giới mới đây à, thôi hóng ông như hóng like hát co của Philza à là anh em hồi trước là anh em có xem like của Philza ra hả tôi thì tôi thì tôi chỉ biết đến Philza ra là qua cái ấy thôi là 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 qua cái chuyện là ông ấy chơi khá là lâu ở trong hát co chứ còn lại là tôi cũng không có biết uh, chung là tôi cũng không có xem nhiều livestream của ông ấy ai biết cách khắc phục lỗi à đấy thì anh em thử thoát ra rồi, rồi anh em vào lại em sao đây, cái này là cái hầm của tôi đây. Thế nhưng mà đây để từ từ tôi bật shutter lên anh em nhá. Phải có tí shutter nó mới đẹp, đúng không? Đây anh em xem livestream thì có bị giật lag gì không? View ra live trên Twitch à? <laughs> à, hóa ra là view ra live trên Twitch. Ừ đúng rồi mà tôi thấy là nước ngoài là thường là họ hay live trên Twitch lắm. Kiểu là có mỗi Việt Nam mình thì nó có mấy cái nền tảng là nó hơi nó hơi lạ lạ ấy nhỉ chứ mà ở nước ngoài là thường là trên tích các bạn tôi thấy là trên tích ở nước ngoài nó rất là nổi luôn Còn live vào một giờ sáng hả thì theo tôi biết là giờ bên mỹ là nó bị lệch 12 tiếng so với việt nam ấy nên là một giờ sáng chắc là tầm chiều của họ ấy nói chung là cũng khá là buồn cười Đấy, nó, nó, đang có bản nhạc khá là chill đấy thì anh em có nghe rõ không anh em nghe thấy bản nhạc chill không Facebook chưa lấy lại được à? Ừ đúng rồi chưa lấy lại được anh em ạ à. Mà tôi thấy Facebook là nó còn tệ hơn đấy Bây giờ là nó còn khóa lại like cả hai nick của tôi luôn Một nick chính và một nick phụ bị khóa hết luôn anh em ạ <laughs> Mà rõ ràng là tôi like, tôi like, tôi like cái nội dung nó rất là gọi là nó rất là Rất là lành mạnh anh em nhá Nói chung là Facebook nó buồn cười lắm anh em ạ, thực sự rất là buồn cười Thế nên là có gì thì anh em quay Youtube và đăng ký tôi đi Bởi vì là nếu mà tương lai like mà Facebook nó khóa nốt cái nick này ấy Tôi không có nick nào ấy thì lúc đấy chỉ còn có thể like chị Youtube tôi chứ biết sao được Đấy, nên là anh em chung là nếu mà anh em nào mà thích xem tôi hàng ngày thì anh em cứ uh, cơ qua đăng ký youtube tôi đều vừa chứ không phải tương lai là tôi uh, là tự nhiên tôi biến mất cái là anh em lại không gặp ở đâu <laughs> like ổn mượt chất lượng ổn hết rồi ok ngon ngon không có lag à không lag là tốt rồi facebook chưa ừ đúng rồi Đấy, được rồi được rồi hôm nay uh, chúng ta sẽ hôm nay uh, chúng ta sẽ xây một cái nhà ở trên cái hòn đảo bay anh em nhé À mà tối rồi, từ từ tôi đi ngủ cái các, các ạ. Tôi à, tôi thấy con đảo bay nó rất là đẹp. Nên là chung là tôi cũng đã tìm hiểu qua là cái cách um, để xây một cái nhà gọi là đơn giản thôi thì là nó như thế nào tôi tìm hiểu qua rồi. Tôi đăng ký mà. <laughs> Thank you anh em. tìm hiểu qua rồi. Và chung là đầu óc của tôi thì nó cũng không có nhớ được gì nhiều. Nên là tôi đã xây một cái nhà cũng đơn giản thôi. Một cái nhà cũng đơn giản ở trên con. Ôi. Ôi! nó láo quá anh em ạ à. Ôi! Từ từ nào Rồi anh em à, ạ, chết rồi Thế thì con skeleton trong hát con nó bắn khá là khỏe anh em à, ạ Và nó bắn khá là nhanh đấy Nên là mình phải luôn cầm khiên ra Từ từ tôi nhòm thử xem mà có quái nó không đấy Chứ mà cũng hơi ghê ghê đúng không Ủa Là bởi vì là ở dưới này là nó ở dưới cái hòn đảo ấy nên nó tối đấy anh em Nên là quái spawn nó nhiều ấy Rồi, được rồi Đây, đầu tiên là tôi sẽ phải tìm cách của trèo hòn đảo đó và và buổi trước là anh em có bảo với tôi đó là tôi nên xây một cái thác nước tôi thấy là nó cũng khá là hợp lý nên là hôm nay là tôi nghĩ là tôi sẽ xây thêm một cái thác nước anh em ạ chắc tại ông nói tục quá thì tôi góp ý ông giảm nói tục đi thì... à, ừ ok anh em yên tâm thực ra là thực ra là tôi chơi rồi là grab là kiểu là tôi sợ quá anh em ạ anh em thông cảm tôi sợ quá nên là kiểu là tôi không có <laughs> tôi không có tôi không có để ý lắm về mồm miệng ấy Nên là tôi chửi chử nhiều quá <laughs> thì giờ tôi kiềm chế rồi tôi lại tái sao ơi sorry anh em facebook bị lag đấy bro bao tuổi rồi à nói chung là tôi cũng sắp qua 80 rồi sắp qua 80 rồi anh ạ bây giờ chúng ta xuống hầm và chúng ta sẽ lấy một chút đồ tôi sẽ lấy một chút đồ để tôi để tôi xây đồ lên bên trên tôi xây đường để tôi trèo lên cái hòn đảo đấy từ từ anh ạ đợi tôi tí ok đây nó bây giờ là tôi cần phải Tôi cần phải làm một cái cái vạc anh em ạ Tôi cần làm cái vạc Bởi vì cái vạc có rất là quan trọng À mà thấy quái là mình làm vạc làm quái gì ấy nhỉ Bởi vì là tôi còn chưa có cát đúng rồi Tôi làm vạc đã Làm cái Cái này là cái quần mà Làm cái vạc làm cái này đúng không Đây rồi Bây giờ là tôi sẽ phải đi lấy cát anh em ạ Bởi vì là mình vì là mình xây nhà là mình cần nó kính mà đúng không Đấy tôi sẽ đi tìm cát Tôi còn nung kính đã Tôi còn nung tạo kính Cát thì xung quanh đây tôi nghĩ ạ đấy đây này có mà bởi vì xung quanh đây của tôi có khá là nhiều nước nên là... nên là chắc ở dưới này chắc có thôi làm người tuyết cho vui á vui nhà vui cửa đi á làm người tuyết là cần bí ngô đúng không tôi cũng chưa có bí ngô để nào tôi có bí ngô sẽ làm bro nghĩ sao việc xây thiên không là sao tôi đã ở nick phụ của ông thế à sorry anh em thực ra là thực ra là tôi không hề muốn gọi là tôi không hề muốn là cứ đổi đổi liên tục cái này đâu nhưng mà nhưng mà Facebook là nó cứ bắt tôi bị Facebook là nó cứ khóa nick tôi này là tôi mới cứ phải đổi thế anh cả à. thật sự là tôi không hề muốn anh em thông cảm nhá thì nếu mà sau này mà tôi ok tôi live bên uh, bên YouTube thì nó sẽ ok hơn thì anh em sẽ thì thì YouTube là nó sẽ không bao giờ nó cấm tôi livestream đâu bởi vì là theo tôi biết là bị YouTube có làm ăn chung là nó chuyên nghiệp lắm chứ nó không có buồn cười như là Facebook Đấy, nên là Nếu mà tương lai và ngon tôi live bên uh, YouTube đảo thiên không là đảo gì cái đảo đấy là đảo gì anh em? Tôi không biết Làm người... Làm thác nước được rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên Và chúng ta sẽ nung số cát này anh em nhé Bằng ngày cát chắc là đủ chứ nhỉ tôi cần... ừ Thế này đủ rồi đấy anh em ạ Tôi sẽ dùng nước lên cho nhanh này Đây mình cứ dùng nước rồi mình trèo lên này là nó sẽ rất là nhanh Đấy Nó sẽ không có phá cảnh quan gì hết thì Nó rất là đẹp... Ơ đây rồi đây rồi lên trên này này Mở rát min tôi chơi với hả <laughs> Từ từ ấy em Từ từ để tương lai anh em nhá Nói chung là tương lai là chắc là nó cũng sẽ có một vài buổi Mà tôi sẽ giao lưu với anh em thôi Nên là anh uh, em Em đừng có lo Không sớm thì muộn đúng không Thế quá nào mà tôi không nhảy đến đây được nhở Thế nào Rồi Ôi sao mà còn cao thế nhỉ đây nó còn cao nhưng mà chụp là mấy cái chỗ này nó cũng dễ nhảy nên là mình nhảy lên luôn cho nó nhanh Đỡ phải dùng nước À đúng rồi Và tôi sẽ cần cái cây này, này các bạn Tôi sẽ cần cái cây sồi này Nên là bây giờ tôi phải chặt cái cây sồi đi. Thế nhưng mà cái cây sồi to nhỉ To này mà 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 kiểu chặt tôi đi thấy nó phí phí đấy các bạn Mà thấy nó phí phí Thế nên là thôi chắc là tôi xuống cái này tôi tìm cái cây sồi dưới tôi chặt nhỉ Chứ mà cái cây này to này đẹp quá Được rồi à, thì bây giờ mà để cho nó tiện thì mình đặt nước ở đây đấy rồi mình xuống thì chốc nữa có gì mình đỡ phải mình đỡ phải đặt nước mình đi lên ấy thì mình cứ thế bơi thẳng đấy luôn nó nhanh Úi rồi đây cái cây sồi đây chặt nó ra <laughs> bây giờ tôi chặt cây sồi rồi tôi mới nhớ lại một cái bài đăng ở nãy ở trong group đó là Minecraft logic chặt cây sồi mà rơi ra quả táo anh em ạ đọc mà thấy khá là buồn cười Youtube của ông tên gì để tôi kiếm à Tôi có để cái tên Youtube của tôi đấy Nó là Tài Cát đấy anh em Tôi để ở cái 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 mô tả của livestream đấy Đấy mình đặt nước cái này đây là Bơi lên nó rất là nhanh anh em ạ Đó rất là tiện Đấy tiện chơi anh Nhanh không Bán ừ. Quá nhanh luôn Bây giờ tôi sẽ dùng sỏi và tôi xây đây nhá Để tôi đứng này tôi nhòm thử xem là chỗ nào lên được nào Đây này đấy, Mình xây thẳng vào đây là mình lên được này Và từ 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 ạ để tôi phải nung đã quên mất tôi phải xuống tôi lấy than đã xuống tôi lấy than rồi tôi, tôi 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 nung cát đã sau ông không lập ra cái pet riêng để like cho tiện ừ, thực ra là thực ra là thực ra là like trên pet thì cũng được nhưng mà tôi thích like ở trong nhóm hơn hiện tại là tôi vẫn đang thích like trong nhóm mình tương like và nếu mà tôi thấy ngon thì tôi sẽ chuyển qua like trên pet nhưng mà hiện tại thì tôi cứ là like trong nhóm này anh em ạ hay tôi lại quên ở đấy cái đầu óc tôi lại bã đậu rồi đấy nung đã chứ <laughs> Tôi đi anh em nhé có gì ông cần sinh tồn bản 4.0 tôi làm để lại tôi làm để làm video á bản 4.0 là cái gì à, là cái gì tôi 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 không biết cái đấy mà bây giờ mình lên thì mình xây để cái quái gì bởi vì bây giờ mình lên thì mình cũng chưa có được cái ích quái gì ấy các bạn Thôi rồi, nói chung là tôi sẽ hy sinh cái cây này của tôi Để tôi uh, lấy tí gỗ Tôi mãi uh, Tôi mãi gọi là Tôi mãi rap anh em quá nè Vừa nãy là tôi xuống là tôi còn quên mất Tôi còn quên mất là vì sao mà tôi lại chặt có đúng Tôi chặt đúng một cái cây về sau tôi lên chứ Ờ. Ừ. Và trong não tôi là tôi cứ tưởng là thế là tôi đã đủ xây nhà rồi <laughs> Thôi thì hy sinh luôn cái cây thần đi anh ạ à. Tương lai cái gì mình, mình trông cây mới đúng không nhỉ? Lo gì? Tôi có nhiều giống mà làm thác nước từ từ ấy, các em từ từ ấy, các em cứ bình tĩnh hôm nay tôi bảo tôi làm thác nước là tôi sẽ làm mà thực ra là hôm nay là là hôm nay là tôi có tính rồi hôm nay là tôi đã có ngồi và tôi tính là là bây giờ là tôi làm thác nước là tôi làm thế nào rồi chặt tí cây trước ừ, thực ra là thực ra là tôi sẽ xây một cái nhà nhỏ nhỏ ở bên trên thôi nó sẽ không to lắm đâu nên là chúng ta sẽ không cần quá nhiều gỗ đâu chặt thế này là được rồi bẻ xuống rồi anh ạ xuống rồi xuống rồi nó còn cái cục nào không đây nó còn cái cục này phải phá nốt đi thì lá cây nó mới rụng xuống anh các bạn rồi ngon đấy mai ôn thi không xem được hello <laughs> hello anh em mai ôn thi thì anh em ôn đi chứ không là mai là anh em ăn shit đấy anh em ôn đi nhá tôi vào tôi lấy kính này ạ à. tôi vào lấy kính này. đấy đấy mười kính có đủ anh các bạn tôi được mười kính là đủ đây thì tôi biết một cái nhà nó cũng khá là đơn giản để tôi xuống này để xuống hầm tôi lấy gỗ mày nhà tôi cũng không có tí gỗ nào nhỉ Tôi nhớ là trong buổi trước là tôi dùng hết gỗ rồi anh ạ à. Trong buổi trước tôi dùng hết gỗ làm rương ấy Sẽ gỗ rồi Cài mod better for Leech. Đi anh là cái mod gì đấy Tôi tôi cũng không có biết nhồi mod lắm Ý là một bản mod tôi gọi là sinh tồn 4.0 Thế à ok à, Để nào tôi xem thử Nếu mà ok thì tôi sẽ làm Đây này đấy Cái này là hoàn đảo bay của tôi Nó đẹp không anh em Đẹp không Hòn đảo bay này là hòn đảo bay mà tự có luôn đây anh em ạ chứ mà tôi không hề xây quá đâu nhá đẹp nhở xịn đây các bạn đây là lần tiên mà tôi đặt chân lên đây đấy nhưng mà tôi thấy là nó hơi gồ ghề đúng không nó hơi gồ ghề thế này chúng ta sẽ hơi khó xây rồi nè tôi sẽ phá đi nhá tôi sẽ phá đi cho bằng phẳng nó có tuyết thế này là à, có tuyết thế này là mình có thể có lợi rất là nhiều trong địa ngục đấy mình có thể đánh cái con blaze đấy anh em ạ à. dùng cái này mình ném con blaze rất là ngon mà tôi nhớ là trong buổi trước là tôi cũng có đủ hắc kiện thạch để làm được mấy cổng nhờ Tôi gì chốc coi làm mấy cổng tôi vào luôn Để tôi xem thử xem mà tôi spawn ở chỗ nào Tôi mong là ở gần gần cái 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 pháo đài nhờ Có gì mình đi chỗ tiện Chứ mà xa quá chạy lâu lắm mà chạy lâu sợ lạc đường nữa cơ Sợ chết đó cơ ghê lắm Chết hardcore sợ chết lắm anh em ạ Tự trượt chân <laughs> Không chết đâu anh em Trời ơi Anh em đừng có lo Tôi chơi là kinh nghiệm tôi đầy mình anh em ạ à. Anh em yên tâm Tôi còn tự tin tới độ là tôi livestream hardcore cho anh em luôn mà Anh em lo gì, anh em yên tâm Thề cái sắt, thề cái đó chung với chat tôi đẹp cực thế à Sắm, sẵn cài cái better đi anh là cái gì cái better for list à tôi không biết cái đấy cái đó là cái đó là một cái tài nguyên gì à hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi hôm nay là ngày thứ 13 rồi đấy tôi đã sinh tồn được 13 ngày hôm nay rồi Cái này được chưa nhỉ Chắc là tôi sẽ đào nốt cái lớp này Giờ là cũng hoàng hôn rồi đấy Ui Ui đẹp quá bè Giờ mà có bản nhạc lên nhỉ Thích nhỉ <laughs> Đúng rồi mà, 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 mà đợt này tôi Mà đợt này tôi thật là tôi cũng đang Tôi cũng đang tìm hiểu về cách để bật nhạc cho anh em nghe ấy bởi vì kiểu là tôi cũng không biết là, là, là bật nhạc thế nào cho chiêu Cũng không biết là bật nhạc thế nào cho nó học ấy thì thì anh em thích nghe nhạc nào thì anh em thì anh em comment thử để tôi để tôi xin ý kiến có gì có gì để vài buổi nữa thôi hoặc là sớm thì buổi sau tôi sẽ thử xem là có add được nhạc vào không anh lên YouTube xem thử chơi vanilla cho rành đào coi nó đào coi kiếm kim cương á tí trượt chân ngã chết á <laughs> là sao sao anh em comment tỏ thì đọc không hiểu lắm bật nhạc sợ bản quyền ư ừ. nhưng mà không sao đâu bởi vì là nó sẽ có một vài cái bản nhạc nó sẽ không bị bản quyền Nói chung là nó cũng không nhiều nhưng mà tôi nghĩ là chắc là nó cũng vừa đủ dùng Không biết là hòn đảo này là được chưa nhỉ Mà thực ra là tôi thấy mấy hòn đảo bay ấy Tôi thấy mấy hòn đảo bay là thường là thường, thường là bên trên ngoái nó bằng phẳng lắm Chứ nó sẽ không có gồ ghề cái này đâu Tôi nghĩ là đây may là tôi có cái giường đây Tôi sẽ đi ngủ xong đó là tôi sẽ dậy và tôi tiếp tục tôi đào thêm một tầng nữa anh em ạ Rain remix đi á Thôi Tôi bật rain remix là nó khóa luôn cái nick này của tôi đây các em ạ khóa luôn đấy đào thêm một tầng nữa các em nhá một tầng này nữa, nữa thôi xong rồi bây giờ bình minh rồi Nhưng mà phải chăm chỉ đào thôi nhỉ <laughs> cố gắng mà lao động thôi chứ biết sao được sweat đơn ừ tôi khá là thích cái bài sweat đơn đấy nhưng mà thực ra là thực ra là thực ra cái bài square đơn đấy là nó bị bản quyền đấy các bạn Tôi đã từng thử bật nó rồi, tôi đã từng thử cho nó vào video rồi và tôi bị đánh bằng cái sấp mặt luôn. <laughs> thì nếu mà chơi cái bài Sweden đấy thì 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 mình phải cho cái âm thanh có nhỏ nhỏ ấy. Đấy thì mình mới không bị bản quyền. Chứ mà chứ mà mình mà kiểu là mình chơi trội mình mà để to ấy là bản quyền chết luôn đấy, kinh lắm. Thực ra theo như tôi biết là là Minecraft có mỗi cái bài đừng đấy là là bị bản quyền đấy. Hình như là thế chứ còn lại là đều là nhạc gọi là nhạc cho dùng free hết à. bật bài minecraft thay cho nó hợp môi trường ừ đúng rồi thực ra tôi cũng thích nhạc minecraft mà thế nên là tôi mới không để nhạc gì đấy để kiểu thỉnh thoảng thì minecraft tự bật nhạc lên đấy thì nghe chiêu thế nhưng mà nhưng mà thực ra là minecraft thì nó phải khá là lâu nó bật nhạc cho mình kiểu là tầm phải một hai ngày nó bật cho mình nghe được một bản nhạc cái nên là nó cũng hơi lâu cứ lên Youtube ghi nhạc lo phi không lời à Thật ra tôi khá là thích cái nhạc lo phi đấy Thế nhưng mà Nhưng mà nhạc lo phi theo tôi thấy là Phần lớn anh các em ạ Phần lớn là bị bản quyền Kinh lắm tôi không biết tại sao ấy Nhưng mà nhạc lo phi có vẻ là bị bản quyền nhiều lắm Thế nên là Thì nếu mà Nếu mà được ấy tôi bật cho anh em nghe luôn thật đời. Đi ngủ ông ơi à Tôi vừa mới like tí mà anh em đã muốn tôi đi ngủ à? nghe lo buồn ngủ à thực ra là nó có nhiều cái bài lo mà mình nghe nó khá là thích đấy các ạ kiểu là nghe nó tôi toàn nghe lo tôi học ấy tôi toàn nghe lo tôi làm việc với tôi học nên là tôi cũng không có uh, kiểu là tôi lo nó không buồn ngủ nhá tôi không biết nữa. nó có thể tùy người ấy, tùy người được rồi đấy, tôi đã đào phẳng ở đây các bạn này là đã khá phẳng rồi đấy bây giờ chúng ta cùng xây nhá thì bây giờ xây chúng cũng đơn giản thôi chúng ta sẽ phải xây ra cái này làm thử một đoạn nữa thôi anh em ơi làm thử một đoạn là Facebook nó cũng cấm tôi một đoạn luôn đấy các em nó cấm tôi một đoạn cũng từ như vài tháng đấy các em ạ từ thử cho nhóm xem cái nhà dưới kiểu của tôi đâu ở à đây đấy đây là cái nhà xí của tôi vậy tôi sẽ xây cái trại của tôi tôi sẽ xây ở đây đi đây các em nhé bây giờ, giờ chúng ta muốn xây cái trại chúng ta sẽ xây ra một cái hình như này đấy, một cái hình như thế này nó sẽ lên bao nhiêu nhỉ một hai ba ở đây nó có lên cả bên trên nữa các anh em ạ đây có lẽ cả bên trên nữa. Xong đó là mình cứ đưa nó xuống. Đấy, mình cứ đưa nó xuống. Đấy. Và bây giờ là mình sẽ dùng tới thân cây. Thân cây và mình sẽ xây cái này. Xây, xây 7 cái thân cây ra anh ạ. 1 2 3 4. Ấy. 3 rồi đúng không? 3 rồi nhỉ? 4 5 6 7. Thế còn chỗ này là chỉ xây một cái nhá. Và chỗ này thì cũng xây một cái thôi. Còn bên trên này thì mình sẽ cứ xây đầy ra này. Thế rồi tôi không biết là tôi có đủ không nhỉ Tôi nghĩ là tôi không đủ rồi anh em ạ à. Có vẻ tôi không đủ rồi Ờ à, đúng không Ừ có vẻ tôi không đủ rồi anh em ạ à. Chắc là tôi phải xuống chặt thêm rồi Bây giờ tôi sẽ dùng mình kính nữa Kính thì mình sẽ xây vào cho này này 1, 2, 3, 4, 5 à, Mình sẽ xây uh, 5 tầm kính ra bên này cũng vậy Đấy Còn lại thì mình sẽ lấp bằng cái thân cây này thôi à, Thì nó giống một cái lều đẹp lắm Nó khá là chill anh em ạ à. Để từ từ ở trong đó tôi, 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 tôi xây xong rồi tôi cho anh em xem nhé Nói chung là cái tầm này cũng khá là nguy hiểm Thì là cái tầm này ấy, thì đặt nước ở đây này Đấy, Xong rồi mình từ từ mình theo dòng nước mình xuống Chứ mà giờ mà nhảy xuống và đặt nước là khả năng mình đi bụi cũng cao vậy cả Đấy, thì từ từ xuống thôi Zeus mở bài Wet Hands các các tôi nghe mấy cái tên anh em nói mà tôi thấy là nó cũng khá là thân Kiểu là nó khá là thân quen ấy vì tôi, tôi, nghe khá là nhiều vậy cả Wet Hand rồi thì Dry Hand tôi nghe nhiều lắm Tôi thích cả Minecraft lắm chiêu mà anh em xem stream thì có bị giật lag gì không anh em có bị giật hay là bị lag gì thì anh em cứ bảo tôi nhá tôi xem stream cùng với anh em mà tự nhiên cái máy của tôi bị đơ rồi tự nhiên cái 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 điện thoại tôi bị đơ ra tôi không biết là anh em có bị làm sao không tôi chặt thêm một cái cây nữa đi tôi có gì tôi chặt tầm, uh, tầm 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 ba bốn cái cây đi cho chắc ăn nhỉ lầy nữa xem máy này nữa làm sao thực ra là đầm lầy này nó có một cái mà tôi rất là thích các bạn có một cái mà tôi rất là thích đó là nó có hoa có hoa không có à ok ok tốt rồi nếu mà anh em mà không bị giật lát là tốt rồi nó có một cái loại hoa rất là đẹp anh em ạ đó là hoa màu xanh dương đâu ấy nhỉ tôi vừa mới nhìn đây này đây này, đấy đây này đấy cái hoa màu xanh dương rồi này là nó là cái màu mà tôi thích tôi rất là thích màu xanh dương các bạn là nó sẽ nhuộm cái rừng màu trắng của mình thành rừng màu xanh dương nó đẹp lắm để tôi chặt xong cái cây rồi mình đi hái hoa cái nha mình đi hái hoa tí cho đời đẹp đấy nó có nhạc lên đấy anh em nhạc khá chiêu nếu mà anh em mà không nghe anh nhạc thì anh em bảo tôi nhá tôi bật cho nhạc to lên tôi sẽ múc thêm một xô nước này áo này Ông nghĩ sao về lập team làm video hả? <laughs> bật nhạc to hơn xíu hả? Ok ok đây, từ từ đã. À, từ từ để để tôi lên đây anh em ạ. Đây nhá, tôi bật nhạc to lên cho anh em nghe nhá. 60, 61 được chưa? Tại à, em điếc quá Ơ à, thế quá nào Ô, Hình như nước của tôi nó bị đóng băng rồi anh em ạ à, Đây này Nó bị đóng băng thành một cục rồi Cho nhạc nền to lên một xíu À ok 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 Nếu vậy là có vẻ là không phải là chỉ có một mình Không phải là chỉ có Có một anh em điếc rồi <laughs> Lên nào lên nào Rồi Bây giờ tôi lên kiểu gì nhỉ? Chắc là tôi lại phải phá cột này đi rồi tôi xây lên thôi anh em ạ. Nước đẹp thế. Nước đẹp mà anh em. Nước đẹp mà. Đây. Bây giờ tôi sẽ dùng cái cái này ra để tôi... Đây. Tôi sẽ phá nó. Đặt nó vào. Ôi. Đấy. Hey. Skill đấy anh bạn ạ. Chúng ta phải nhanh tay. Nó chỉ có... Nó chỉ có những người gọi là cực kỳ là kinh ấy. Họ làm thế thôi anh em ạ. Skill đấy. Quả nhạc. Nhớ quả nhạc nhớ tới cái lúc mới vào chơi Minecraft bây giờ nhớ quá <laughs> Tôi nghe tôi cũng nhớ mà anh em Ai nghe mà chẳng nhớ Đây chúng ta xây tiếp cái này anh em nhá Xây một thân cây vào đây Xây vào đây à, Xong ở chỗ này cũng xây kéo dài ra 7 cái thôi Khá đơn giản đúng không Khá đơn giản và sinh Bây giờ tôi sẽ làm cái này ra ván gỗ Chúng ta hết cần đến thân cây ở đây Bây giờ chúng ta cần tới ván gỗ anh các bạn bạn gỗ chúng ta xây vào đây này Xây như vậy Nó là cái tường đấy Và đằng sau cũng vậy Đằng sau là mình phá được cái bức tường này rồi đấy các ạ Phá đi thôi Giờ thì anh em thấy nhạc đã, đã ok chưa Anh em nghe nhạc thấy còn bị nhỏ nữa không Đây, bay quá tôi còn gỗ <laughs> Bây giờ tôi sẽ làm tôi sẽ làm cái hàng rào nó là một cái kiểu trang trí khá là đơn giản thế nhưng mà nó khá là hiệu quả anh ạ tôi sẽ làm cái hàng rào cái hàng rào làm nào nhỉ cái hàng rào là mình đặt ở à, đâu, đâu 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 cái hàng rào là mình đặt cái gậy bên trong ấy rồi mình đặt gỗ bên ngoài ấy các bạn thế này tôi cần bốn cái thôi nhưng mà thôi thì phải xong sáu cái thôi chứ biết sao tôi sẽ đặt ở đây nữa rồi Bây giờ chúng ta sẽ thay cái nền này luôn Thay cái nền này thành gỗ luôn anh em ạ Quốc của tôi à Chắc là tôi làm một cái quốc sắt đi nhỉ Hay là tôi cứ dùng cái quốc kim cương và đào tôi dùng luôn cái quốc kim cương đào đi anh em ạ nhỉ Vậy là mình có quốc kim cương mà đúng không? Mình lo gì? Mình giàu mà Dùng luôn anh em ạ Lo cái gì? Bây giờ đào cái sàn này thôi Xong rồi chốc nữa là thay bằng ấy Cái sàn của tôi đây rồi Đây nhá thì mình cũng phải đào đi cả cái lớp bên này luôn anh ạ à. Đào đi cả cái lớp ở bên ngoài này luôn này Đây đủ xe Đó. Trong này cũng vậy này Đấy được rồi Mà tôi Tôi không biết là tôi có mỗi 46 ván gỗ thì có đủ không nhỉ Anh em xem sim thì có bị giật lag gì không Thế quái nào mà cái iPhone của tôi thì nó cứ bị đơ ra ấy em nhỉ <laughs> Sao cái iPhone của tôi nó không chạy được cái quả gì nhỉ buồn cười nhỉ iPhone của tôi nó không lốt được cái livestream của tôi Bây giờ tôi sẽ thay tất cả bằng ván gỗ anh em ạ Không biết có đủ không nhỉ ừ, Tôi nghĩ chắc là đủ ấy chứ Chắc là đủ đấy anh ạ Chắc là suýt soát đấy Mong là mà suýt soát Rồi Ngon đấy Đẹp quá đấy Bây giờ chúng ta sẽ dùng tới đuốc À Chúng ta sẽ không dùng tới đuốc đâu Chúng ta sẽ dùng tới cái cái, cái đèn lồng anh các bạn ạ Cái đèn lồng là Một cái đèn rất chiêu Dùng đèn lồng nó mới chiêu Tôi còn đúng hai cái đuốc luôn này Khá là Khá là perfect nhỉ Đấy đặt nó ra vậy các bạn ạ Chiêu chưa Chiêu không anh em Chiêu chưa Không đủ thì trồng cây Hơi lag à Hơi lag à Hơi lag á à? Đâu tôi xem thử không nào uh... Tôi thấy FPS ngon đấy Hơi lag ở à? thế chắc là hay là do mạng của tôi thế có ai bị lag nữa không Có ai là bị lag không thì anh em comment số 1 để tôi biết nhá Ở à đây thế này là mình vẫn đủ để làm mấy cửa nhưng mà thôi Được rồi tôi sẽ làm mấy cửa khác chứ mà tôi thấy cửa gỗ sồi nó không đẹp anh em ạ Đặt cái rừng vào đây và chúng ta ngủ thôi Vẫn mượt mà không bị lag nè đấy không bị lag anh em à. chắc là anh em chỉnh nhỏ nhỏ cái cấu hình xuống nhá tự nhiên là con creeper triệu hồi đó không có đâu anh em không có đâu nhưng mà thực ra là xung quanh đây cũng chưa có đuốc nhỉ chắc cả chốc là tôi phải tôi phải mang đuốc lên tôi cắm đấy chứ không thì chung là tôi cũng sợ creeper xem bình thường mà ok bình thường là tốt rồi bình thường là tốt rồi hai hai mới ghê chứ bây giờ tôi sẽ xuống và tôi mang cái à đây cái này là cái cục ấy của tôi này là cái cục bằng của tôi này tôi sẽ tích băng anh em ạ à không nhầm tôi sẽ tôi sẽ tích nước tôi đặt một cái nước ở đây và tôi sẽ ra tôi phá cái nước này đi phá cái nước này tôi không có than rồi tôi phá này có được không ôi tôi phá này tôi hỏng luôn à thế thì tiếc nhỉ thôi không sao à, bây giờ tôi sẽ xuống và tôi đây tôi sẽ xuống và tôi làm tôi làm một cái cửa bằng bằng cái loại gỗ bằng sam cho đẹp anh em ạ tôi thích cái loại gỗ đấy trong nhà tôi ôi hình như ở trong nhà tôi à may quá may quá may quá là trên ngọn núi của tôi là nó có luôn mấy cây vân sao chặt luôn tốt quá tiện nhanh trí đặt phun cái gì nhanh trí đặt phun đuốc liền <laughs> ông làm hơi bị hay á thế á hay á có gì mà hay anh cái <laughs> gì mà hay như chuồng cún ấy như chuồng cún á chuồng <laughs> cún đấy là cún hơi bị to đây à, tôi chưa thấy cún nào to vậy đâu anh các bạn <laughs> cái đấy mà anh em bảo chuồng cún đấy chuồng ấy mà à không không nhập à, cái đấy không phải chuồng cái cái đấy nhà tôi sống mà anh em chuồng đâu anh em xúc phạm nhà tôi quá <laughs> tôi làm nốt cái này sau đó tôi đã làm cái thác nước nhá thực ra đấy tôi cũng đã có tính trước là làm thác nước cái nào rồi thì tôi mong nó thành công thôi đây thân cây vân sam đây tôi sẽ trồng mấy cây ở đây đi đây mình trồng mấy cây ở đây tương lai nó lớn lên thì nó đẹp tôi làm phần gỗ vân sam này tôi làm mấy cửa vân sam tôi làm hai cái cửa vì là mình có hai phía mà xây nhà medieval tôi có biết cái kiểu nhà đấy thì cái kiểu nhà đấy khá là đẹp nó tôi, tôi cũng khá thích kiểu nhà đấy và theo mà tôi biết thì là cái nhà kiểu kiểu này là nhà kiểu đấy đấy cái này là lều kiểu đấy đấy, đặt cửa vào đây các bạn, chúng ta đứng bên trong, chúng ta đặt ra hay sao ấy, ờ, thay là mình đứng ngoài nhỉ? ở đây chúng ta sẽ đứng bên ngoài và chúng ta đặt vào anh em ạ đấy, ngon đấy, ừ. ngon đấy, bây giờ tôi sẽ làm một vài cái rương nhá, vì vì trả lét trong nhà của mình, chúng ta lại chúng ta lại trả có cái gì thế này đúng không? chúng ta phải có một cái gì đó chứ, đây, đầu tiên là tôi sẽ làm cái rương đã, tôi sẽ làm mà hai cái rương hai cái rương là được rồi vứt cái kính ra ngoài đã vứt tạm nó ra tôi sẽ làm thêm một cái lò nung anh các bạn <laughs> tôi thề tôi hay xây chuồng cú nào ấy hả vậy là có người stream cho xem vào mùa dịch rồi <laughs> anh em yên tâm nói chung là buổi tối mà anh em cứ chán thế anh em cứ vào đây nhá dù là tôi có mệt thế nào hay là tôi có thế nào mà máy của tôi vẫn còn ngon máy của tôi gọi là không có bị trục chặt gì anh admin vẫn duyệt cho tôi vào livestream thì tôi sẽ luôn livestream cho anh em thôi đấy chứ còn nói chung là tôi mệt thì tôi vẫn livestream cho anh em mà trừ khi là kiểu là máy tôi bị làm sao thế hay là tôi mất điện thế nào thì thì uh, thì uh, lúc đấy thì, thì, chịu rồi chứ mà <laughs> xong cái lò nung rồi nhở tôi sẽ làm một cái lò hun khói đi ôi chết chao rồi nhưng mà tôi làm gì có thân cây ừ thì không có đi chặt à, nhưng mà thân cây bên dưới à, rồi tôi bây giờ xuống rồi, tôi bây giờ xuống chặt thì hơi ngại nhỉ tôi có xương à tôi có xương tôi làm được bột xương có làm được cây lớn không thôi hồi lâu mình làm cái lò luyện kim thế nào ấy anh em nhỉ để tôi xem thử cái nào kim để tôi xem thử xem mình làm cái lò luyện kim thế nào à hình như là muốn làm cái lò luyện kim là mình phải nung đá ra trước cái nhỉ kinh nhỉ Ê, tôi có cái vạc này tôi có cái vạc thì ấy nói chung là nhà của tôi cái này là ngon đấy các ạ Nhà của tôi này đã khá là ngon đấy Được rồi Tôi nghĩ là chúng ta Chắc là chúng ta cũng Đây Để tôi xuống rồi tôi cầm thêm tí đồ anh ạ à. Tôi xuống lại tôi dọn tí đồ đã Sau đó tôi cầm thêm một chút đồ lên luôn Ơ ừ. quá nào Vì sao trong người tôi lại không có cái xô nước Ơ ừ, cái xô này thì cái nước đâu à, đây đây đây, đây. Cái nước đây Tôi xuống cái dọn tí đồ anh ạ à. Sau đó tôi cầm đồ lên và tôi xây tiếp Anh em có tiền cái gì anh em có tiền nhanh chí bắn qua vài triệu cho dưỡng sức <laughs> anh em đừng có lo anh em đừng có lo nói chung là chung là tôi tầm 80 tuổi nhưng mà chung là trâu bò lắm anh em đừng có lo nhá anh em kiên tâm tôi trâu lắm không mở được rương đâu à thế à được mà bởi vì là bên trên rương là kính đấy anh em ạ thì à, tôi đã thử rồi bên trên rương là kính nên là sẽ mở ngon anh em ạ tùy nhân phẩm hôm nào anh thử làm theo thử thách của người comment à <laughs> xây thác lava <là> á <laughs> thác lava thì hơi căng đấy thác lava để sau này tôi pro đã nhá để sau này tôi pro rồi kiểu là nếu mà tôi mới thích trẻ trâu mà tôi thích đú thì tôi sẽ xây trong địa ngục <laughs> à này có xương này để tôi cầm xương ra tôi cho thử cái cây ở trên ở trên cái cái, cái ở trên cái đảo của tôi lớn lên thử xem được không tuyết vào đây này hòa này. à đúng rồi đây nhá tôi sẽ làm cái bột nhuộm cho anh em xem đấy cái bột nhuộm màu xanh nhạt tôi lên và tôi nhuộm vào cái 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 rừng trắng mà tôi đẹp lắm tôi tôi rất là thích cái màu xanh này luôn anh em bởi vì trông nó dịu lắm trông nó dịu tôi trông nó chung là tôi khá thích cái màu này đấy đẹp không có đẹp không anh em thôi tôi tôi để cái rừng tím vào đây thế còn cái rừng xanh này là tôi sẽ cầm theo bên người anh em đẹp quá tôi toàn pvp à tôi pvp kém lắm anh em ạ thực ra tôi cũng khá là nể mấy anh em pvp được công nhận là mấy anh em kinh tôi mà. tôi vào pvp là toàn shit luôn đấy cắt đá này cắt thịt này cất cắt hoa này à, cửa à, cắt vào đây đi cung này tôi làm cung mà tôi còn chưa bắn nó phát nào luôn uhm. vừa nãy là tôi bảo là tôi vừa nãy là tôi bảo tôi lên tôi trang trí cái gì thêm ấy nhỉ à đúng rồi đúng rồi tôi làm cái lửa trại các ạ, đúng rồi tôi nhớ rồi tôi cầm gỗ lên này mà làm cái lửa trại à mình làm cái lửa trại là mình cần gậy giờ mình cần gậy mình cần thân cây mình cần than nữa bên trên là tôi để than ở trong cái lò nung ấy tôi nhớ là tôi để ở trong đấy làm ruộng bậc thang à ok để từ từ tí em sao nếu mà tí ok thì tôi cũng sẽ làm một mảnh ruộng nho nhỏ làm ruộng thì mình cần cái gì nhỉ ở à đây mình mình có mía này đúng rồi chút nữa là tôi sẽ, tôi sẽ tôi sẽ tôi đã làm mía hạt dưa hấu này tôi có hạt luôn này cái khoai này mình không trồng ở đâu đúng không có độc mà cái khoai độc thì không trồng được đúng không ơ ừ, ở đây cái khoai này trồng được nhỉ tôi sẽ mang này lên trồng còn cái gì mang được không? Ừ. chắc cái thế này là được rồi đấy Vậy. Chắc cái thế này là ngon rồi đấy Được rồi, chúng ta sẽ cùng lên anh em nhá Có thủy tinh này đấy, có thủy tinh à Ơ Nó lại đóng băng rồi anh em ạ à. Nước của tôi lại bị đóng băng rồi Tôi sẽ làm tí đuốc đã Tôi sẽ làm đuốc và bây giờ đấy Thì bây giờ chung là bây giờ mà không lên được thì thì, thì thì phải chấp nhận là bằng cách là lại phá cái cột đấy đi Cầm đuốc tay bên này đã phá đi rồi đặt nha đấy ok hay lại phá cái đuốc đi rồi thì mình lại xây lên thôi hạt giống hồ bơi lava á. <laughs> làm thang à thực ra là trong quá tôi tính tôi là làm cái thác nước ấy xong rồi đó là mình cứ đi cái thác nước mình trèo lên ấy chứ mình chẳng có làm thang nha các bạn đây nhá nếu mà anh em mà muốn phá băng ấy mà anh em mà không muốn nó mất băng đi ấy, thì anh em đặt cái đuốc ra một lúc sau là băng nó tự tan ra ấy. tan ra thì tôi sẽ dùng cái xô và tôi múc nó tôi top 6 bét qua kinh nhở Ơ thế quái nào mà nó lại không tan tay cảm gì Ơ Ơ Thế quái nào anh em Ơ Nó nóng cái này thế mà nó không tan à <laughs> Tôi nhớ là bình thường nó có tan ra mà giờ Phá đi đặt lại lâu à Đồng bằng Làm ruộng bậc thang <laughs> Thôi rồi nói chung là mình kẽ ở đây đi anh em nhở Tôi làm cái ruộng này nhá Đầu tiên là tôi phải làm cái bộ cào Thế ai nào mà tôi có nó là cái bộ cào nhỉ? Thế là cái quốc mà đúng không? Đây tôi đã làm cái quốc Đâu rồi? Cái quốc kim cương của tôi đâu? À đây Quốc sắt rồi Tôi đã làm cái quốc sắt này Tôi sẽ... Tôi đã chọn chỗ đó tôi, tôi 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 nghĩ là tôi sẽ xây nó ở đâu nhỉ? Một cái mảnh ruộng nhỏ mà thường là cái mảnh ruộng thì người ta xây bên cạnh này này Nhưng bên cạnh này thì nó lại là... <laughs> nó lại bị vướng đất rồi Cũng cười nhỉ? Đây như vậy tôi sẽ tạm qua bên này đi nhỉ? Tôi đã cười một cái mảnh ruộng nhỏ Ui Ruộng trông có đẹp phết chứ nhỉ? rồi tôi sẽ lôi tôi sẽ lôi dưa hấu ao trồng dưa hấu thì chắc là mình trồng cái này nhỉ đấy nó sẽ qua bên ngoài còn ở giữa tôi sẽ trồng tôi sẽ trồng khoai đấy, tôi trồng khoai ở giữa tôi mong là dưa hấu nó đừng có phá khoai của tôi còn mía này thì cái mía này là mình phải có nước thì mình mới trồng ở đây các bạn nhưng mà nước của tôi đang bị <laughs> nước của tôi đang bị ngáo rồi hello anh <laughs> hello anh em ừ. cho creeper nổ là nó ta à <laughs> nước ở đây này các mày đây là nước này bây giờ thì không biết sao phải lấy nước ra thôi chắc là chắc à phải phá đi thôi anh ạ đấy thôi thì bây giờ thì phải xuống dưới kia để mà mình múc nước khác rồi không có nước sau trồng à <laughs> thì cái trồng tạm với cả trồng tạm thì chắc là nó sẽ vẫn lên đấy nhạc lên đấy nhạc lại lên đấy Chịu nhỉ nhở chiêu cái cái bài này là cái bài gì ấy nhỉ? cái bài này là cái bài gì à, cái bài này là cái bài um... cũng chả biết đấy các bạn ơ nào múc đi gì rồi múc rồi múc múc nào rồi ok nhạc lên rồi ngắm hoàng hôn á đâu rồi đây rồi ôi nó bị chắn rồi bị chắn rồi <laughs> bị chắn rồi các bạn thôi nói chung là nào ngắm mấy các bạn tôi còn sống ở đây tôi còn sống ở đây 10.000 ngày mà anh em nên là anh em cứ yên tâm Đập tao nào Rồi Đi lên rồi Nếu mà bây giờ mà mình đi ngủ là nó hết nhạc đây các bạn Nên là đêm nay tôi thức luôn Thức luôn cho nó máu ấy các bạn ố nó sáng sáng cái gì ấy nhỉ? Sáng sáng cái gì mà trông Mà tôi trông cứ như là hồ lava ấy Hình như là cái đuốc của tôi hay sao ấy Chứ không phải hồ lava đâu lên trên này rồi Ui Trông đẹp không anh em Trông đẹp không Nha, bây giờ tôi sẽ chào trên này các bạn Chắc là nó không có quái đâu à, nên là chắc không sao đâu, cứ bình tĩnh các bạn Móc spam không sao đâu anh em, em yên tâm, trời ơi Hát con mà sao móc spam thì em chơi làm quái thì xóa game đấy các <laughs> Nhớ nhạc á Nhớ chứ, ơi hết rồi à, tôi Thôi tôi phải xây nốt cái đống coi lại bằng gỗ vậy Ấy, chiêu giờ, chiêu giờ Chiêu không em Đây nhá, bây giờ mà anh em mà có một số nước em mà anh em muốn mà anh em muốn tạo ra thêm nhiều nước ấy từ từ tôi cắm cái nước ở trong nhà đã cho nó sáng anh em ạ ở đây tôi sẽ ở đây tôi sẽ làm thêm một cái đèn lồng và tôi cắm vào giữa ở đây luôn đi cho đẹp nhỉ tôi sẽ làm một cái đây hạt sắt này rồi tôi sẽ làm cái đèn lồng Rồi. Ripper bảo kê anh rồi. <laughs> Hết nhạc thì đi ngủ đi ông trời tối rồi Anh em đừng lo Còn nhạc mà Là bài Living Minds đúng rồi Bạn làm mà nghe quen thế Đập bằng Đập bằng cần phải á Đập bằng cần phải có block ở dưới mới ra nước À thế à Không, 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 không sợ nó spawn à Nó không spawn đâu anh em Nó không spawn đâu Minecraft song <laughs> Được rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạo nước anh em nhé thì đây cái lý do tại sao mà tôi phải có cái vạc đây Thì nếu mà anh em nào mà chơi pro chắc là anh em sẽ biết cái mẹo này Đầu tiên là anh em phải có kính này để anh em làm ra cái 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 chai ba cái chai thôi là được Đấy. Anh em sẽ dùng cái số nước Anh em đổ đầy nước vào cái vạc Anh em sẽ dùng chai thủy tinh Và cái múc ra Ơ chết rồi Hình như là tôi làm nhầm rồi anh em ạ Bây giờ tôi có cái chai này tôi có đổ lại nước vào trong này được không? Đổ vào à được đấy Chúng ta sẽ dùng xô chúng ta múc ra này Đấy chúng ta phạt cái này ra Chúng ta đặt nước xuống Đấy và chúng ta sẽ dùng chai Chúng ta múc ở đây ra Đấy Sau đó chúng ta à... Xong rồi chúng ta dùng chai nước và chúng ta đổ hết vào cái cái vạc này anh ạ Cái đấy là cách để chúng ta lại tạo thêm nước ấy Múc ra Đấy thế này là tôi đã có được hai xô nước ở đây em Ngon đấy Một xô tôi sẽ cho chỗ này đây tôi sẽ phá cục cái đi, tôi cho nước vào đây. Để coi. Để tôi làm cái để tôi làm cái phiến gỗ nhỉ, tôi làm cái phiến gỗ này đi. Xong rồi tôi để ở bên trên chứ. À không nhầm rồi. Cái này lấy cửa sập mình làm phiến gỗ nào nhỉ? Cái này đúng không? Đúng rồi. Xong rồi thì tôi sẽ để một cái đèn lồng lên bên trên cái phiến gỗ này cho nó đẹp anh em ạ. Tôi làm thêm một hạt sắt này, tôi làm thêm hạt sắt này. Thì uh, cho cái này vào. Ok. Ngon rồi ấy sáng ngay đẹp luôn anh hack nước rồi hack đâu anh em hack đâu hờ <laughs> hack đâu <laughs> cầm đuốc vào ông giữ cho nước không nóng băng thế à ủa wow, hay ô chết cha rồi anh em mà tôi để ở đây mà không sao đâu đúng không bởi vì tôi để tôi để cái đèn ở bên trên cái nước rồi chắc là nó chắc là nó sẽ không bị đóng băng đâu anh em nhỏ đây thế còn này tôi sẽ múc nó cái xô này đấy thế là tôi đã có được hai số nước ở đây anh em ạ Bây giờ chúng ta lại làm lại cái trò đấy là chúng ta sẽ lại có thêm nguồn nước nữa đấy. Khá là phê các bạn Tôi sẽ cần thêm một cái nguồn nữa Để tôi Để tôi làm chỗ cho mía Mía thì thì đây Tôi sẽ xây rộng chỗ này ra Để mình có cho mía chứ đúng không uhm, Đây 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 Tôi sẽ xây qua bên này các bạn Đấy tôi cho nước nó chảy qua bên này à, Tôi sẽ để mía vào đây ông ơi tìm kim cương theo cách tôi à à thì là mình tìm mấy cái ấy đấy đúng không mình tìm uh, tìm tìm uh, tìm mấy cái đất sét đấy đúng không ok uh, để chốc nữa làm sao nếu mà chốc nữa mà 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 chốc nữa mà không có gì uh, thì tôi sẽ đi tìm kim cương theo cách của ông thử làm sao nhá chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ xây cái này vào chúng ta sẽ xây ra xây ra cái này để tôi còn uh, chục mía ra đấy, chục mía ở đây nữa này ok rồi chúng ta đi ngủ thôi nhỉ Làm nước vô hạn là đúng rồi Đúng rồi chúng ta có thể làm được nước vô hạn mà chúng ta làm nước vô hạn thì tôi sẽ phá ở đây anh à, nhầm rồi, vì sao mà tôi phá ở đây nhỉ Tôi tôi tôi, 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 tôi nên phá trong góc này à, Tôi phá trong đấy Đặt nước vào đây à. Này vô hạn đấy các em Được rồi chung là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ Trên này chưa có cái giường à Đây cái giường xanh của tôi đây Tôi sẽ nằm ở đây thì tôi sẽ chui đầu vào trong này tôi ngủ Creeper ngủ trông <laughs> Thôi Anh em cứ dọa tôi Anh em buồn cười ấy nhở? Anh em cứ dọa tôi Buồn cười Viewer buồn cười thế nhở <cười> Đấy trời sáng rồi đấy Để xem thử là bình minh cái nào nào Đấy các em Thế không Tôi, tôi thấy nó có cái lều này thỉnh thoảng là kiểu là mình chắn rồi ấy Mình đứng lên rồi mình, uh, mình nhìn bình bình tuyệt vời luôn đấy các bạn Quá đẹp luôn Đấy có một cái độ nhỏ nhỏ chết cha rồi anh em ạ quái nào mà tôi muốn định sinh quá nhỉ chắc là từ từ để tôi uh, chắc là từ từ cho tôi định sinh thế em nhá 2 phút này các bạn chắc là anh em cũng định sinh cái nhá rồi anh em khát nước gì thì, thì anh em uh, đi uống đi nhá Rồi các bạn, xong hỗ này Tôi vừa ra thì cây của tôi nó lấy luôn này. Ôi đẹp chưa nhỏ Trong cây được đấy. Để từ tôi tụ tụ uống nước tí các bạn. Xem một bộ phim Nhật Bản full HD xong quay lại xem stream là vừa kịp luôn. Trời ơi. Sao lại có và sao lại có là và... sao lại có cái 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 đấy ở đây nhờ. Đấy, chưa em. Giờ thì em thấy gọi là đấy Trông cái mảnh đất của tôi chiêu chưa Quá đẹp luôn anh em ạ à. Thế nó còn cái craft table đúng rồi Tôi sẽ làm thêm một cái craft table để tôi để nó trong nhà anh em nhé vì vì là cái này tôi cần cầm nó đi Tôi sẽ để nó một cái ở đây à, Tôi sẽ để nó ở đâu nhỉ Quái nào mà tôi để nó ở trong này nhà buồn cười chứ ờ. Đây tôi sẽ để nó ở đây này các em nhé đấy. Thế còn cái vạc cái tôi sẽ phá nó và tôi để nó ở bên trong đi nhỉ Đấy Tôi sẽ múc nước của tôi cho vào vạc Ơ nào Múc nào cho vào đây rồi rồi tôi sẽ múc thêm nước đi để tôi tạo cái để tôi tạo cái nguồn nước ở bên ngoài nhỉ mà tạo mà tôi tạo cái cái mà 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 kiểu tôi sợ tôi tạo bên ngoài sợ là nó đóng băng đấy chắc cứ để ở trong ngoài cho an toàn được rồi đấy, nói chung là ấy tôi đã xong mấy căn nhà rất là chiêu rồi thì cái này nó mới là căn nhà của tôi chứ còn căn nhà bên dưới này chắc là chắc là nó là căn nhà kho thôi để tôi sẽ làm cái thác nước anh em nhá thiếu lửa chạy ừ đúng rồi nhở nó không to như ấy, cây thần <laughs> thế thôi đảo nhỏ thì, thì cây thế thôi cho nó sinh các bạn chết cha rồi nhưng mà à, đây đây tôi đang thiếu gỗ anh em ạ suy tính nữa này tôi tính là tôi chặt luôn cái cây đi <laughs> tôi xuống cái chặt à, tôi xuống cái chặt đó. cái cây bên dưới cả và chúng ta làm cái lửa chạy nhá chúng ta sẽ làm một cái lửa chạy cho chiêu đúng không âm cúng thì cái lửa chạy thỉnh thoảng là tôi có thịt thì tôi còn đặt vào đấy để cho nó nó nấu thịt cho tôi chứ đúng không? Rồi Mà chết cha rồi mình cứ chặt thế này là tôi sợ là sắp tới là tôi hết sạch cây ở trên này đấy các ạ Chắc là chặt một cái thôi nhờ Tôi trồng ra hai cái này mà sao nó không lớn thế nhỉ Ủa scan kìa Thằng này nó có giáp luôn anh ạ, kinh nhỏ Kinh đấy Ủa Từ 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 Ok rồi các bạn ấy tôi tôi mà xử lý là nó chỉ có thể gọi là clean này các ạ. Chỉ có thể gọi là clean. Để tôi để tôi ăn thịt ta Nó không to như cái. Ô, của nó kìa từ từ đã anh ạ, để tôi xếp vào nó đã. Ui. Ok rồi. Chặt rồi trồng lại mầm cây à? Ui, sao mà nhiều thế? Sao mà nó nhiều thế các bạn nhỉ? khá là nhiều anh em ơi kinh thật có vẻ là cái chỗ này tối đây anh em ạ anh em spawn này ôi đấy ui chết cha rồi tối này uh, chắc là tôi phải cắm ra anh em ạ tôi phải cắm theo đuốc ra rồi tối thế này thả nào mà nó sẽ spawn ra là tôi thì tôi cũng spawn ra luôn đấy thật cắm 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 ra nhiều anh em ạ cắm nhiều nhiều ra chứ không là không là mình đang ở trong nhà mình đang nằm nó vào thăm mình đây anh em nó gõ cửa thăm mình đấy kinh lắm tối đấy tôi tiên tri hơn Thế nhưng mà anh em tiên tri sai một cái rồi tôi đâu có chết tôi đấy cái nước của tôi lại nó lại đóng mắc vào đây các bạn Không sao đâu tôi dùng này tôi lên anh ạ không sao đâu Không sao đâu tập đuốc thường thì mấy giờ anh mới sửa chim vậy à? à um, 10 giờ tối anh em nhá 10 giờ tối của mỗi ngày Nên là ấy, Thì anh em rảnh thì anh em cứ vào Anh em vào rồi anh em cứ nghe tôi gọi là tôi chăm gió Chắc chắn là anh em sẽ vui Chắc chắn luôn Nếu mà anh em mà không vui ý, thì anh em sẽ thư giãn chẳng lành gọi thư giãn luôn vừa nãy tôi xuống để tôi chặt cây để tôi làm cái lửa trại đúng rồi tôi làm một cái lửa trại cái lửa trại để tôi tra thử xem nào đây rồi đấy đẹp luôn anh em ạ chúng ta làm được hai cái lửa chạy luôn đấy làm một cái hay hai cái tôi làm hai cái đi để tôi làm hai cái đi cho nó cho thoải mái cho rộng rãi các bạn 9 giờ được không ạ? À? Thực ra là ban ngày thực ra là tầm đó chung là chung là tôi vẫn còn bắt anh gọi tôi vẫn chưa xong làm cái thác nước và chỗ con creeper nổ ấy tối <laughs> thường thì có con nhện cho nước đi cười lớn chặt rồi trồng lại mầm cây <laughs> đây cái lửa trại này tôi sẽ đặt nó ở trước nhà đi nhỉ đặt trước nhà cho nó đẹp đây tôi nghĩ là tôi đặt tôi ở đây đi. ở đây đi ở à, đây đi ở đây đi ấy <laughs> nếu bây giờ mà tôi mà có khối rơm nhỉ hình như là tôi không có khối rơm ấy. Nếu mà anh em mà có khối rơm ấy Anh em đặt nó ở bên dưới cái lửa trại Là cái làn khói này này Nó sẽ bay cao hơn đấy anh em Nó đẹp lắm Tôi đã xong một cái base nhỏ trên ngọn đảo của tôi rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống bên dưới Và vào thử trong địa ngục xem là có cái gì không anh em nhá Vì tôi cũng muốn vào trong địa ngục luôn Tôi muốn xem thử À từ từ Nó có cái thác nước không Quên Để tôi nhòm thử xem là cái chỗ nào hợp lý để xây thác nước nhỉ thực ra nếu mà xây vào đây mà nó chảy thẳng xuống nhà thì 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 hơi buồn cười nhở nhở đây là um, chắc là tôi xây ở bên cạnh cái đi nhỉ đây các bạn. ở đây nhá đây nhá. Thì, nhá thì nếu mà bây giờ mình muốn xây thác nước ấy thì à, thực ra hôm nay tôi đã có lên trên mà tôi đã xem thử uh, thác nước thì, thì, thì 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 nó thế nào rồi thì thực ra thì thác nước um, tôi đã đặt ở dưới cây đi nó giống kiểu là cái cây cái... nó đái này nhở tôi đặt này kiểu là cái đái này nhưng mà thấy quái nào mà sao mà nó lại chảy một đường thẳng cái này <laughs> sao cây thì muốn cười nhở để phá thử mấy cái này em sao đó quá đau mà nó lại chảy thế nhở ok anh đổ lava lên nước nó sẽ không phải đóng băng nữa nhá <laughs> nhưng nó sẽ đóng băng anh à. <laughs> xem đêm mới đỡ buồn đó <laughs> ta không like sớm tí người anh em nhở thực ra tôi muốn like sớm lắm nhưng mà không được cái ạ vào xã xì chết <laughs> Đúng rồi nếu mà anh em bị sợ chết ấy, anh em cứ vào đây nhá ngày nào tôi cũng sẽ like thôi đấy chín chín phần trăm là ngày nào tôi cũng sẽ like đấy còn ngày nào mà gọi là bất thật dĩ quá không ấy được nữa thì thì, thì tôi phải xin phép anh em tôi nghỉ thôi chứ đào cái ao nhỏ để tránh nước lan ra ừ tôi sẽ xuống cái đào đi chứ mà cái cây này nó đái buồn cười quá anh ạ ui nước có lan này khá đẹp đấy anh nó lan nó sang tận đây luôn đấy ui đẹp lắm hay là mình cứ để nó lan ra nhỏ tôi thấy là mình cứ để lan ra vậy lại đẹp đấy ạ à. đấy nước chảy trời... ui ui đẹp lắm đấy các bạn đây này đấy đẹp lắm thế này đi thôi mình cứ để này đi các bạn đẹp mà đúng không đẹp mà đấy tôi cứ để này đi quá đẹp rồi quá là tuyệt luôn ui nước trông màu nhở nước trông cứ như là nước thần đấy các bạn à. đẹp thế bây giờ tôi sẽ phải cần có nước để tôi trèo lên trên này để tôi để tôi múc kiến thức vô tận của tôi đẹp đẹp mãi các em ừ. có đẹp không các em có đẹp không đẹp thế kia mấy con mẹ số 1 nhá Bốc, rồi thôi bây giờ chúng ta cùng làm cổng địa ngục các em nhá và cùng xem thử là vận may của chúng ta tới đâu nhá tôi mong là chúng ta có thể được support ở một chỗ nào đó nó nó, nó đẹp đẹp tí nhở anh có stream chim ngày bóng từ ngày nào cũng stream ngày nào cũng stream chim này các bạn thật ngày nào tôi trả stream, thật Sáng dậy là stream à Phá cái này đi Xuống đây các ạ Bây giờ là mình có cái đường lên rồi Nó là cái thức nước này mình chả cần này đâu Phá cái này xuống trước Xong chốc phá cái cột kia bằng đuốc là được Cổng địa ngục D, Giờ làm cái này nhé, ra Giờ làm này Tôi sẽ đặt cái cục đất ở đây trông cho đỡ chống trải Rồi tôi sẽ cầm cái này ra Đặt nó vào Rồi đấy ngon rồi đấy Ngon đấy các ạ Đều rồi đấy Đấy xong cái đảo thần tiên đấy Tháng 4 không có ngày 31 À thế à Sao mày cái mà chôn tôi thế Anh không chôn tôi vậy Tôi tôi dối tôi không stream nữa là sao Sao hoài hư đó ai Sao chứ anh em Phải tranh thủ sao chứ để lan thì cái đèn lồng giữ nước không đóng băng. À ư nhờ. Ư nhờ. Chết cha rồi. Chết cha rồi. Uh, để tôi lên để tôi giữ nước không đóng băng đây cả à, chứ không chốc tôi nước có đóng băng vào là chết đây ạ để từ anh cả để tôi lên tôi đặt cái gì đó bên cạnh để cho nước không bị ấy đó anh cảm nhắc tôi mới nhớ tôi sẽ là đây tôi làm cái đèn lồng mày quá là có anh em chắc chứ không chốc nó bay luôn cái thác nước của tôi đấy Đạt sắt này vừa làm vừa nghe thử xem có tiếng bước chân không đây anh em ạ chứ mà quái nó là chết đấy nước của tôi đâu ở à đây đây đuốc của tôi đang cầm bằng tay tôi sẽ đây tôi sẽ làm cái đèn lồng đèn lồng tôi đặt nó vào đâu nhỉ tôi đặt nó vào bên cạnh đúng không tôi sẽ đây đây tôi sẽ đặt nó bên cạnh này đi ở à, bên cạnh à, bên nào ta bên à, bên này đi đấy à, chiêu Quán chiêu rồi các bạn. ngon đấy chúng ta xuống đó chúng ta xuống mà chúng ta cũng ôi từ 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 may quá trước tiến là tôi bị tuột ra ngoài nói chung là tối tối này cũng ghê ghê đây các bạn tốt nhất là mình đừng có được yên mình vì anh em đứng yên cái là quái là tới được gần chỗ anh em đấy xuống cái là mình chạy đấy tôi nghe tiếng có con creeper là tôi nghe tiếng có có con scan nó bắn đấy như ngọc lục bảo tôi xin link cái gì đấy what the hell à hai á à? <laughs> cổng đi ngục đây xin, xin, link shutter à? à link shutter là Zeus Renew anh em nhá Màu bè lên cho cái cổng nó ngầu để lửa chạy cũng được mà đi ngủ à đi ngủ à ok đi ngủ nhá Thôi mình đi ngủ lên cho mình đi ngủ cho nó trời sáng cho đẹp đúng không nhỉ chứ mà tối nó cũng ghê ghê nhỉ Được rồi xuống thôi tôi sẽ làm cái cổng địa ngục tôi sẽ xây nó ở dưới hầm hầm này của tôi là một hai ba bốn năm sáu này tôi sẽ xây một cái đường vào đây các bạn xây cái này thì nó lại bay ra ngoài núi nhỉ xây này nó bay ra ngoài núi à đây 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 à, tôi nghĩ là tôi sẽ xây nó tôi nghĩ là tôi sẽ xây nó ở đây đây đi, ở đây đi anh các bạn, đây này, yeah. Trong này tôi có cái cái hạt giống không? Tôi có cả hạt giống cây không? Tôi xin, <laughs> tôi xin nhầm người, cho lỡ tay. Để từ từ để tôi, để từ từ để tôi, tôi lên tôi chặt thêm tí cây cả, tôi lên tôi chặt thêm chút gỗ bằng sao Tôi vừa mới nảy ra một cái một cái một cái cách xây nhà khá là đẹp. Quá nằm ở đây là cây. À đấy. Chắc là tôi sẽ xuống đây cho chặt để cho ở bên trên nó bớt uh, nó bớt thừa thải đi ấy. Tôi ở đây chặt. Đấy, ui tôi trông chỗ này đẹp phết đấy các anh em ạ. Tôi trông chỗ này đẹp thật. Nó rộng ấy mà nó rộng mà lại không có nhiều cây ấy, tôi trông cái khung cảnh nó thoáng ấy, Nó đẹp thật đấy các ạ. Tôi đã chặt tầm hai cây được rồi. Nhảy lên nào, rồi. chuẩn bị <laughs> gát hả <laughs> chắc là không đâu thế kênh youtube của tôi là tôi có để tên đấy anh em tôi có để tên ở cái để tên ở cái ở cái tiêu đề của 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 livestream đấy <laughs> tài cát đấy anh em <laughs> chuẩn bị gát khạc đòm <laughs> sao mà Sao mà gì mà tôi nghe bẩn thế các em? Nghe bẩn quá. Đã spawn ở khu vực Ừ đúng rồi Thực ra là tôi cũng khá là lo Bị spawn ở cái khu vực tàn tích đấy các bạn à. Khá là thốn Tiên tri spawn giữa là và đã subscribe cho kênh anh Thank you anh em <laughs> Thank you anh em nhá Đây Tôi đã phá một cái này tôi vào Nhạc chiêu chưa Nhạc chiêu chưa phút nữa ông đài tin tôi đi ạ <laughs> Không bao giờ luôn Khu màu đỏ Thường có mấy con lợn Còn chỗ màu xanh hay có entertainment chuẩn rồi đấy anh em Chuẩn đây Tôi tin tốc mà Anh em đừng lo Anh em đừng lo Tôi tái cắt hardcore mà anh em Tôi tái cắt mà anh em Anh em phải tin tưởng vào streamer của anh em chứ cái phòng nhỏ nhỏ này là cái phòng mà tôi sẽ để cổng địa ngục từ từ đó là tôi xây thêm nữa ra cả thấy nó hơi nhỏ nhỏ nó hơi nhỏ quá rồi nó hơi quá nhỏ rồi tôi đã đào rộng lên thêm thêm một tầng nữa đi một tầng lên trên tay to không lo chết <laughs> chắc chắn rồi không chết đâu anh em anh em đừng có lo màu đỏ là màu đỏ là nether còn màu xanh là gn hả thế ha <laughs> tài cát sẽ bị cát dập chết tín tiên tri vũ trụ trần dần ở đâu không ai thoát được tôi tiên đang bất tử ở 30% á tôi bất tử mà tôi bất tử mà anh em lại anh em lại không tin tôi thế nhưng mà sao mà tôi thấy cái chỗ sida đa thế nhỉ cổng cái này thì thì thì, thì xây thì, thì thì, thừa cổng ra số buồn cưới này thằng nào mà xây cổng ra buồn cưới này cái phòng xây cổng thì buồn cưới này anh ấy. 1, một hai ba thì chiều cao là đủ rồi nhưng mà chiều rộng cũng cái gì muốn cưới này đây tôi, tôi phải đào cái bên này thêm tí ấy cả trần dần trần dân chân <laughs> dùng cái gì chứ mà tầm này có trần dân thì cũng thì cũng trên tiên tiên chi sai các bạn chắc chắn luôn Bây giờ tôi sẽ làm cái nhà tôi sẽ đây tôi sẽ dùng kính để tôi để vào à không 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 tôi dùng kính thì 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 thì, thì có sang quá không tôi dùng kính có sang quá không Thôi dùng kính luôn chó xa cái kia mình mình là người sang chảnh mà anh em. Đây nhá, vừa nãy là trong đầu tôi là tôi có một cái kiểu uh, trang trí nào đẹp lắm. Làm bàn em trên Ừ, cái bàn phù phép đấy đúng không? Thì là cái bàn đấy là tôi chưa có đủ kim cương các bạn này tôi chưa có làm được. Đây vừa nãy là trong đầu tôi là tôi tôi tính trang trí này này. Đấy. Chết rồi. Tại thì mình lại không có lối đi vào à? <laughs> cái quái nào mà cái đầu óc tôi nó hơi đần thì các bạn nên là đây, đây. ở bên này thôi đấy đặt cái này để kiểu là dấu đấy mình nhìn mình đi xuống là mình sẽ không thấy cái này đấy, đấy. phá cái đường ra đấy và tôi sẽ xây thêm một cái nữa ở bên này đấy, cái cột để kiểu là mình chắn nó vào ấy đấy chúng ta đi vào đây à, và đây sẽ là cái cổng tiền ngục ở trong đó tôi sẽ làm thêm mấy cái cửa nữa nó vừa đây này vừa nãy là tôi có cái cửa ở đây đúng không đây đấy mày tôi thừa một cái đây tôi sẽ đặt nó vào đây tôi đặt nó ra đặt nó ở đâu nhỉ ở đây à ở đâu rồi chúng ta đứng ở đây cũng đặt chứ đấy ngon đấy anh em thấy nó là một cái hầm một cái hầm để chúng ta đi vào mà thôi thực ra tôi thấy nó hơi đần đúng không tôi sẽ dịch cái cột này qua luôn anh ạ ông đừng đùa với cô vấn <laughs> trần dần nhé đồ ăn đầy đủ chưa đồ ăn đủ rồi các hai 25 rồi anh em chuẩn bị nhìn ổng đai á à? không bao giờ luôn anh em ạ không bao giờ luôn <laughs> đặt sờ lát ra chỗ giống cái giá để rương đúng rồi anh em nói tôi mới nhớ tôi đặt tôi ra nhá phiến nhở phiến thì tôi chắc là tôi dùng cái cái gỗ vân sam đi cho đẹp nhở đấy 17 là chắc là thừa luôn rồi đấy nhở ấy ngon đấy các bạn bên này cũng vậy cũng chết cha rồi tôi làm vậy là giờ là <laughs> giờ là tôi lại không có thất cây để 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 ở đây rồi ờ ừ. thôi rồi chung kệ okay đi anh ạ à. chúng ta cắt gỗ đi này Đấy, nói chung là thời khắc lịch sử nó cũng sẽ sắp tới rồi cũng khá là căng thẳng chuẩn bị tắt like nhé không bao giờ có chuyện tắt like luôn 25 thịt đủ rồi 25 thì đủ rồi anh em 25 thịt là quá đủ rồi anh em cứ tin tôi tôi ấy mà đây tôi tôi lấy ba cái đặt vào đây đã anh ạ à. Đấy, đẹp rồi đấy, đẹp chưa? Để tôi cắt tí đồ là tôi cắt cái này đi uh, thuốc súng rồi tôi cắt lên đây. Rồi, tôi sẽ cắt đá đi này. Quái nó mà đá tôi cắt vào đây à? Đá cắt vào đây chứ. Tất thì cất vào đây luôn này. Uhm. Cái đá lửa à, đúng rồi, cái đá lửa này là tôi còn ở à, đây đây. Tôi có bật lửa ba. Sương à, sương cất vào đây đi, mía cắt vào đây luôn đi. Cái chồi cây này ngon. À, cái lửa chạy à? Đây. Đá à, sắt là cất vào đây này. Sợi chỉ cắt vào đây chai à cái chai cất vào đâu vào đây đi ơi nhầm rồi ta cất vào đây sắp thì tôi cũng cất luôn đi cả à, này là chắc là ok ở đấy nhở tôi sẽ cất kính như này rồi được rồi chúng ta cùng mở cổng và chúng ta cùng vào anh em nhá tôi không biết là tôi có sống được không creeper creeper sẽ chứng kiến ra các lịch sử của ai à đúng rồi đúng rồi phải đồ vàng cái chứ nhở đồ vàng nữa mày quá anh em nhắc tôi à đây anh cảm nhắc cái mẹ gì đấy anh em Tôi có đồ vàng rồi mà anh em Anh em Làm rất giật cả mình Kiểu gì trời bị lặn hốc xuống không bao giờ luôn Anh em đừng có mà thả xét Anh anh em đừng có mà thả xét là phẫn nộ Trời ơi tôi chắc chắn với anh em là tôi sống Chuẩn bị tắt like để ngủ không bao giờ tắt like luôn Thề với anh em không bao giờ tắt like luôn anh em ạ Thế nhưng mà nói chung là Được rồi Chúng ta cùng vào anh em nhá Đây từ từ tôi chỉnh cái tí đồ đã chỉnh cái tí đồ cho nó gọn gàng anh ạ à. kiểu là mình đi gặp mà, mình đi gặp cách lợn đấy thì mình cũng phải chỉnh tề đúng không chỉnh tề không là các anh ấy bảo chết đấy cất tí đồ thế còn cái quyển chân lạnh này thì cất luôn đi thế này là chắc là cũng chắc là cũng đủ rồi đấy chắc là tôi sẽ vào và tôi 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 tôi, tôi sẽ nhìn thử xem mà các chỗ spawn tôi nổi đâu tôi mong là tôi sẽ spawn ở một chút đẹp Nào thế khắc lịch sử đây các anh Ấy. Nhưng mà nó hơi tối đúng không? Để tôi để tôi cắm cái đuốc ra đã nhỉ. Tôi sẽ cắm cái đuốc ra ở hai bên này đi. Đấy, tôi cắm này cho nó vuông. Có vào không em? Có vào không? Vào không? Xuống địa ngục chỉ cho anh em cách đào quặng nether à? Em chuẩn bị hương với đồ cúng rồi Không <laughs> bao giờ chết được luôn Gắt bắn chết luôn Đem đồ vàng chết để pick line, đúng rồi Để tôi qua tôi cầm đồ vàng rồi tôi đem nó chết để pick line. Ok cái này chắc là ngon đấy anh em nhỉ Chắc là ngon đấy Đúng rồi, anh em cứ dọa tôi Khu cắt linh hồn này, không bao giờ có chuyện ngủ ở nhà giờ á Anh em đừng có mà lừa tôi Anh em đừng có mà lừa tôi, tôi vào luôn này Cầu chơi con Phật, cầu chơi con Phật, cầu chơi con Phật trời ơi, con xí lông, con xí lông, con xí lông Ôi Độ má đó anh em ạ à. Sao mà có anh em nào bảo ở vùng Ba Sang Delta Đúng rồi, cứ, đúng rồi, cái vùng đó đây Trời ơi cái vùng này nó là cái vùng Mà nó, nó vừa nguy hiểm mà nó lại chả có cái mẹ gì anh em ạ Anh em nào đấy Anh em nào bảo ba săn theo ta đấy Mẹ Anh em ám tôi rồi Anh em ám mẹ tôi rồi <laughs> Cái đầu mẹ Ơ quái kìa đây kìa, ở trong này nó có trong này là nó có cái con này nó có cái con này là nó rất là khó chịu à tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi cái 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 con này cái con này là nó rơi ra cái nó rơi ra nó rơi ra cái cục kem dung giang cái đấy là mình có thể dùng để chế thuốc kháng lửa đấy các bạn đấy đây là cái này này ui con này nó bơi được ở trên dung giang luôn kinh nhở khỏe thế Nên nhưng mà mỗi tội là tôi lại không có mỗi tội là tôi lại không có có tôi lại không có cái bướu neo để tôi làm cái thuốc ấy bây giờ mà tôi mà có bướu và tôi làm thuốc thì ui đẹp nhỉ các bạn với công đẹp phết đấy chưa có nghĩa là mình dùng cái shutter vào đẹp nhở đẹp đấy các bạn chúng ta sẽ cùng đi thử xung quanh tí xem mà nó có cái gì không em nhá nhảy nhảy lao xuống là và không bao giờ luôn đấy các bạn từ từ ấy các bạn chắc là chắc là tôi bật cái phụ đề lên chưa mà trong này nó hơi nguy hiểm Tôi xin phép anh em là cho tôi bật tí nhá Nhảy xuống lava không bao giờ chết luôn không mở chết luôn đây các em ạ được rồi từ từ á để tôi để tôi chụp lại cái cái vị trí cổng đó chứ không chốc nữa mình quên cái vị trí là chết đấy rồi chúng ta sẽ cùng đi thử tí ấy, các em nhé ôi tôi lại không có mang theo cái bờ gì à chắc là tôi phải đào một tí bờ lắp rồi để kiểu chốc có gì tôi còn xây cầu ấy công nhận là cái âm thanh phá cái bờ này đẹp kiểu cái, âm thanh nghe thích nhở nghe sướng tai thật cà phê nhỉ? Phê pha anh ơi. Ăn cái kem dung nham nhảy xuống á Có anh ăn được cái này hay cả à? Đâu Hình như là không ăn được anh em ạ Hình như là mình chỉ dùng để chế thuốc rồi thôi Đẹp hơn khi ngắm gà quả thân <laughs> Tôi tiên tri đúng phết nhỉ Đây anh em, à. ui kinh lắm ấy, phải cẩn thận đấy cẩn thận đấy anh à, phải cẩn thận đấy cực kỳ cẩn thận đấy chứ không là tôi đi bụi đấy bây giờ mà tôi rơi xuống là chết đấy sao mà nó có cái âm thanh gì đấy bây giờ tôi đi đâu nhở để tôi để tôi thôi, thôi thôi thôi, tôi thấy là tôi đi cái đường này nó có vẻ là nó nổ hốp quay kìa à. chắc là tôi phải tìm đường khác cái đường này chắc là tôi sẽ sớm về chầu mất tôi đi cái đường này làm sao nói chung là tôi cũng đã từng chết rất là nhiều lần ở, ở trong cái khu này rồi nên là anh em đừng có lỏi vì tôi đã có kinh nghiệm rồi Tôi không nghĩ là tôi sẽ gọi là tôi sẽ bị chết cái gùi đâu Ăn rồi đó anh nhảy xuống đi á <laughs> Anh em đừng có mà lừa tôi Âm thanh phá và lóc đẹp Ô <laughs> oh, tôi đào quặng à Nếu mà anh em muốn đào Anh em muốn đào cái mảnh vỡ cổ đại ấy, Thì anh em phải đi xuống tận tầng thứ 11 cơ Anh em nhìn hiện tại là tôi đang ở tầng thứ 101 kia cả Đấy thì là khá là cao anh phải đi tận tầng thứ 11 hình như là tầng thứ 14 đấy tầng thứ 11 là đào kim cương sao mà cái âm thanh gì nghe ghê thế nhảy tôi đừng tôi cầu mong là nó đừng có cái con nào mà nó từ trên nó, nó nhảy xuống hất tôi đi anh em ạ tôi đi cái bên này đây từ từ ấy kìa từ từ cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh ui rồi vực sâu lắm bây giờ mà ngã xuống là ăn bây giờ mà ngã xuống là ăn ấy luôn đấy các em ạ từ từ á à, thở ra các ạ thở ra thở ra thở ra bình tĩnh anh à, là bởi vì là cái lúc mà tôi sợ thì tôi cay chỉ tục cái bình tĩnh anh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh từ từ cho tôi 10 giây cho tôi thở các ạ từ từ á thở ra anh lấy thả kem lava xuống dưới rồi nhảy xuống ngay bờ á bác cua cực mạnh tạo nhiều giường của đợt lên đấy trời ơi <laughs> Cái khu ma trêu quỷ hòn này khó chịu đúng rồi các bạn khó chịu lắm Đào Nezerit đi anh Ăn rồi lo anh để xuống đi <laughs> Bác quên như the Dream là xuống được chứ gì đi vệ sinh đi <laughs> Đi rồi Bây giờ mà đi nữa Là tôi tè cả, cả cái thật tôi ra luôn đấy các bạn đi rồi Đi thế rồi ấy thì có anh em nào đi ngủ thì anh em cứ đi ngủ đi Chúc anh em mà Chúc anh em có một giấc ngủ ngon nhá Tôi yêu anh em tôi rất là yêu anh em sẽ xây ra cái này rồi Úi rồi ôi nó có cái gì cho tôi đi qua không ô ui rồi ôi rồi ôi ui rồi ôi đại đài em ơi thế quái nào tại sao lại thế này <Genesis> ui rồi <analogy> thấy... <router> thế quái nào nhở khá là may mắn anh em ạ kiểu đéo trả thế không chết đâu Mười nghìn phút nữa tôi cũng không chết anh ạ Ui, gắt khóc Quái nào mà có cái phụ đề nó lại viết là gắt khóc cái kia What the fuck Love you bro Anh chết em mới ngủ ngon à Cái con bài bro đấy Thế anh em mày thì anh em cứ đi ngủ ấy nhá Đặt giường rồi ấn bay xuống là auto tôi không mất máu á Go go bro Được rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới cái chỗ pháo đài anh em nhá Không biết là ở đây nó có cái pháo đài của lợn không pháo đài của bọn là uh, picklin ấy, cái này hình như là không phải pháo đài đâu đúng không? cái này là mấy cục gì thôi các bạn, đi từ từ anh ạ, đi từ từ, là và ghê thế, tôi ở chạy đếm sao nào, phá cái này đi, vừa đi vừa nhìn nên các bạn, vừa đi vừa nhìn nên chứ không là, chứ không là, 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 không là kinh lắm ấy, đây 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 tôi xoay nó ra, chung là mình cứ đi từ từ rồi các bạn, Dục tốc bất đạt, chết tệ chỗ này là chỗ quái nào mà 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 tội không có chỗ gì cái này đấy được rồi. đấy mình đi trong địa ngục mà mình có một chút block là nó có lợi lắm anh em ạ à. nên là anh em à, trước khi vào địa ngục là anh em à, chuẩn bị tí nhá cứ từ từ ấy, cứ từ từ cái từ từ vừa đi vừa nghe thử xem là có cái con kéo nhảy nhảy xung quanh không chỗ này là cái chỗ nào mà nó không giống cái chỗ mà tôi đi qua ấy nhỉ chuẩn bị gắt bắn ấy. <laughs> không bao giờ có chuyện này đâu anh em vì vì tôi đang đứng ở tôi đang đứng ở sát mái mà đây này ấy cho nên là nó không có gác ở trên đầu tôi đâu anh em đừng có lo ở đây có cái gì ui rồi đấy ghê lắm anh em ạ ghê lắm mẹ rất là ghê nhóm thử xem nào đấy kinh lắm kinh lắm kinh khủng ở đây thì an toàn rồi này ở đây có gì không không có rồi an toàn rồi anh ạ chuẩn bị gặp ma sương đen bờ mấy cái hố lava đi cho đỡ sợ tìm em tập danh vãi ra <laughs> mai em có sợ hơn cả tôi đấy bình tĩnh anh em cái bình tĩnh anh <laughs> à, em anh em yếu chuối quá anh em bình tĩnh chứ tôi đi vào đêm nào Úi, <laughs> Úi dồi ôi Úi dồi Ít ra tôi dùng cái bản shutter này Thì cái bọn, thì cái bọn khối hộp ấy Thì nó còn nó còn sáng sáng lên đấy nên là mình nhìn nó dễ các bạn Tôi thấy là tôi còn có mỗi 10 cục cái này Nó còn có mỗi 10 cục đá ba Còn có mỗi 10 cục đá ba gian thì thì, thì, thì thì, thì hơi ít nhỉ Tôi phải đào thêm tí các bạn Đào thêm tí để Để tôi xây cầu Đây Chắc là tầm ba uh, 30 cục Chắc là tầm 30 cục được anh các bạn Gắt có bắn được đâu Hùn gió anh tài thôi <laughs> ai hôn thì được chứ mà gắt hôn thì tôi gọi là hơi ghê các bạn hơi ghê đấy gắt gắt hôn là hơi quá đấy Thế thôi thì đấy thôi uh, 39 đi cho nó ngon nhỉ yeah. lo anh không chết thôi trời lại cứ lo anh không chết thôi chứ lại... anh em độc ác quá em tiên chi anh sẽ bị té xuống sốc lava cẩn thận lava chảy trong lỗ ra ừ đúng rồi anh em nói tôi mới nhớ đấy mày quá thận này cực kỳ cẩn thận ui sao mà đi van cái này ghê thế sợ quá bình tĩnh em ạ à. bởi vì chúng ta mà sợ là chúng ta không làm được cái gì đâu bình tĩnh cả bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh tôi xây qua bên kia em sao đâu bây giờ vừa xây vừa nghe tiếng gắt thì giờ mà nghe tiếng gắt bắn cái là chạy luôn đấy kia phải, phải phải căng giò mà chạy đây từ từ để tôi qua đây tôi nhòm thử tí bên dưới em sao nào kinh nhở sao mà hiểm trở thế Tôi hiểm trở thế anh em nhỉ Ờ à, bây giờ xuống thế này à Bây giờ mà mình có xây có bên kia thì mình cũng không xuống rồi anh ạ à. Đây này tôi thấy chỗ này là nó có nhiều đá này Tôi nghĩ là tôi đào tới đây này tôi đào sâu bên trong Rồi, rồi tôi đào thẳng xuống anh em ạ à. à. Thì như vậy tôi sẽ xuống bên dưới chứ còn xây cái này tôi nghĩ là Chắc là nó nổ hốc quá Đây Tôi đào bên trong Nhảy luôn á Ủa ơi. <laughs> Sao mà nhảy được cái em <laughs> chết tê chết tê các bạn. chạy xuống lava chỗ an toàn lắm <laughs> đâu hiểu viewer của tôi buồn cười quá nhảy luôn do anh Flip nhảy luôn không ơi anh em đéo comment là cái gì tử tế luôn còn lâu tôi mới làm cho anh em có mơ đi anh em ạ chắc cả tầm là tập này được có đấy chứ nhỉ Tôi đây là tôi đi vào cũng sâu sâu rồi đúng không? Thôi cho thêm tí nữa cho nó an toàn. Tự sát còn hơn bị gắt bắn. <laughs> nhạc căng lên rồi đấy cả. Ôi trời ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ôi từ từ đấy cả. Quái nào mà tôi nghe cái nhạc mà tôi sợ sợ cả. Từ từ phải đào xuống kìa, phải thật cẩn thận, cẩn thận đấy, chết cái là hết đây kìa chết là hết đây chứ không có đấy ấy ủa ơi, cái hố này à, may quá may quá cái đường này nó là cái đường xuống sủ... nó là cái đường xuống từ từ ấy ạ may quá may quá may quá nhanh trí tạo nhiều thuyền nó nhảy trong lava như đường rim rồi có mỗi đường rim mới làm thế thôi anh ạ à. chỉnh tôi không làm vậy đâu chứ đào sâu quá dễ lạc à gác trao cho anh nụ hôn gió <laughs> đào xuống dần đấy tôi đào xuống ở đây anh ạ rồi anh em ạ tôi thành công xuống rồi thành công xuống rồi thật vẫn phải cẩn thận bây giờ mà khinh suất cái là chết ố tôi cho mấy kia giống như tàng tích của địa ngục cái nhở đây nhưng không phải ở à, đấy tôi đã ở tầm này rồi đấy anh ạ à. tôi đã đang ở tầm của cái tôi đã đang ở của cái của cái lâu đài rồi đấy ôi trời ghê quá ghê quá anh em ạ ri mà giấc mơ nên chỉ có mơ mới làm được <laughs> Ghê quá Tôi phải đi men men theo cái đường này các bạn Đi men men là vừa đi vừa nhìn bên dưới chân đấy Có quái kìa Có phối dung nham này Ui Sao mà đông quái thế này Để xuống giết con này đã Ok nó chết rồi Còn con nào không Tôi sẽ xây qua tôi lên cho nó an toàn Thật cực cẩn thận đấy Cực kỳ cẩn thận đấy các Cậy ven ven gì á Cát như <laughs> Âm thầm bên anh ghê chứ <laughs> Ôi ơi rồi ôi Bây giờ mà rơi xuống là là, 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 là cả đời là bốc cứt đây các bạn chung là mình cứ đi men men anh em ạ Chậm rãi chậm rãi chậm rãi Tôi không thể bỏ mạng ở đây được Bởi vì tôi còn cả gia đình mà anh ạ bạn. bạn bè tôi Bố mẹ tôi đợi tôi ở nhà Tôi không thể bỏ mạng ở đây được Xây ra Đấy cái trời như vậy là an toàn rồi, cái trời như vậy là chầm chầm an toàn Ô, oh, cái này là một cái hồ lava, à không, cái này là cái pháo đài đấy Chứ đâu phải là cái hồ đâu đúng không? Đây cả, tôi đi cũng đây xem nào oh, Rồi 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 Từ từ xuống, từ từ xuống Chứ cha tôi đi này tôi không biết là 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 là, là 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 lần sau tôi có quay về được nhà không Chắn nó lại rồi nói chung là chúng ta đã vào khá là gần với cái pháo đài ở đây các bạn ạ Tôi đã đang khá là gần rồi đấy Anh có là Youtube không? Có mà Tôi có làm đây anh em, kênh của tôi là Tài Cát đấy Thì anh em có gì chế anh em cứ vào kênh của tôi để anh em sắp cho tôi nhá Bởi vì là, bởi vì ở chung là cái đặt này, cái Facebook cũng giỏi chứng lắm Tôi cũng chả biết tương lai tôi có quẩy lại trên Facebook nữa không ấy Nên là nếu mà anh em mà ngon, nếu mà anh em mà không phiền thì anh em cứ sắp cho tôi nhá Creeper đã anh về <laughs> Hấp dẫn phết đấy lụm mấy cái bột lưu huỳnh để làm đèn trang trí à Nhạc cực kỳ hợp với hoàn cảnh Không phải lo khi có con lợn ơi ừ, cái con sưng đen là lo đây các bạn nhỉ chui ven có nó giết hết quái á quả nhạc kia đúng tình hình luôn <laughs> rồi vào đăng ký liền ấy thằng kia anh chết cha rồi ghê quá anh ạ ui tôi nghe tiếng con quỷ lửa tôi nghe tiếng tôi đọc phụ đề tôi thấy có quỷ lửa ấy em ạ từ từ đã giờ chúng ta phải xây một cái base nhỏ đã trốn trốn vào đây anh ạ trốn vào đã đấy Cuốn vào đã Ôi giật dùng, dùng mình ấy các bạn tôi, tôi bị dùng mình luôn rồi Tôi dùng mình luôn rồi anh các bạn Ok các bạn Chắc là buổi hôm nay tới đây thôi Chứ mà Chứ mà chung là Tôi cũng uh, Tay tôi cũng, nó cũng bắt đầu run run rồi Tôi không nghĩ là tôi sẽ đi thành công được cái pháo đài này đâu Nếu mà giờ vào là chắc là chết đấy Chắc có gì để mai kìa nhá Nếu mà mai mà, mà không có gì gọi là bất chắc Thì 10 giờ tối mai nhá Bây giờ tối mai tôi sẽ lại vào và tôi sẽ livestream với anh em Và tối mai chúng ta sẽ cùng Cùng đi cái pháo đài này anh em nhá Đấy Mày tới đây thôi Trời nữa chắc là tôi đột quỵ đây Tôi đột quỵ là không qua livestream cho anh em xem vào Vào những ngày tiếp theo đâu <laughs> Ok anh em Bye bye anh em nhá Chết còn gua khác mà ông <laughs> Thôi cái gua hardcore này quý đấy các bạn Quý Gua quý của tôi <laughs> bye-bye again